Tại Hà Nội, sáng nay Ban Liên lạc Học sinh miền Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hệ thống các trường miền Nam trên đất Bắc. Việc đưa hơn 30.000 thiếu nhi học sinh miền Nam ra Bắc và thành lập hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 là một chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn và tình cảm của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc đối với con em đồng bào chiến sĩ miền Nam lúc bấy giờ. Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các trường học sinh miền Nam là minh chứng cụ thể về tầm nhìn xa của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến lược đào tạo những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, chuẩn bị cán bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thống nhất sau này. Trong điều kiện khó khăn, nhưng miền Bắc vẫn dành những gì tốt đẹp nhất cho hơn 32.000 học sinh miền Nam. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, hầu hết các hạt giống đỏ được gieo trồng trên đất Bắc trở về miền Nam thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Nhiều người trong đó đã trở thành các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà doanh nghiệp có uy tín, đóng góp nhiều cho xã hội. Hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử ngay sau ngày đất nước thống nhất. Nhưng mô hình giáo dục đặc biệt này đã trở thành một phần của tinh thần vì miền Nam ruột thịt.